N là âm cuối. N là âm cuối. N là âm cuối. Rồi, rất tiến bộ. Cô mời Hưng đọc bài. Lan, L, An, Lan. L là âm đầu, A là âm chính, N là âm cuối. Rất tốt. Hãy thay âm đầu L bằng các phụ âm khác để được tiếng mới. Bây giờ cô mời một bạn lên điều khiển để cho các bạn báo cáo thành quả của mình nào. Cô mời Vịnh. Có ý kiến khác không? Cô mời bạn à? Hết rồi, rất là tốt. Tiếng có chứa bần an thì kết hợp được với mấy thanh? Mời Lộc. Rất là giỏi đấy. Tiếng có chứa bần an thì kết hợp được với 6 thanh. Mời chúng mình đọc và phân tích.
Việc 1 của chúng mình đến đây là hết rồi. Để chuẩn bị sang việc 2, cô mời một bạn tổ chức các bạn chơi trò chơi nào. Bây giờ chúng ta chơi ba một cái nước nhé. Và điểm kết thúc ở đường kẻ thứ nhất. Cô mời chúng mình cùng quan sát lại. Vần An gồm có hai con chữ ghép lại, đó là con chữ A và con chữ N. Con chữ A cao 2 ly và con chữ N cũng cao 2 ly. Khi viết chúng mình cần chú ý nét H của con chữ A nối với nét móc của con chữ N. Và điểm dừng bút là ở đường kẻ thứ nhất. Thùy Anh viết rất nhiều vần An rồi đấy. Cô khen bạn Hằng viết rất đẹp. Khen bạn Hưng. Cô mời bạn Hằng mang bảng lên đây nào. Chúng mình cùng quan sát bảng của bạn. Tớ mời bạn trước, bạn nào đây. Em mời cô là bạn viết đẹp. Bạn nhá, bạn sẽ rất đẹp, độ cao và độ rộng con chữ. Đọc lại. Rất tốt. Một bạn đọc tiếng này. Cô mời Vinh. Em cho cô là tiếng Lam ạ. Nhận xét độ cao các con chữ. Em cho cô là phần âm thì 2 ly, còn âm L thì cao 5 ly ạ. À, con chữ L cao 5 ly ạ. 5 ly. 5 ly ạ. Vần An độ cao là 2 ly ạ. Khi viết chúng mình cần chú ý nét nối giữa đầu và phần vần. Chúng mình cùng quan sát lên đây. Chữ ghi tiếng Lam gồm có phần đầu là con chữ L cao 5 ly và phần vần An cao 2 ly. Chúng mình cùng quan sát lên cô viết. Chữ ghi tiếng Lan. Khi viết chúng mình cần chú ý nét nối giữa phần đầu và phần vần. Và điểm kết thúc ở đường kẻ thứ nhất. Mời chúng mình đọc lại. Lam. Phân tích cho cô. Lam, L, A, Lam. Mình cùng viết.
nhã. Cô mời chúng mình cùng phân tích tiếng quả. Quả, quả, hỏi, quả, hỏi, nhã. Quả nhãn. Các em đừng chú ý. Rồi, mở trang 13. Mời bạn lên điều khiển cho các bạn biết.